Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 6 từ câu 25 đến câu 34. Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao. Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho. Thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào và rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém tin! Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Còn tất cả những thứ kia, Người sẽ cho thêm. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Quý vị và các bạn thân mến, ai trong chúng ta ít nhiều cũng cảm nghiệm được rằng điều quý giá nhất của con người không phải là giàu sang, phú quý hay địa vị, nhưng trước hết phải là sự bình an cho đất nước, bình an cho gia đình, bình an cho mọi người. Phụng vụ ngày mùng 1 Tết bao giờ cũng dành để cầu nguyện cho sự bình an, bởi con người đứng trước thềm năm mới với biết bao niềm vui, nỗi buồn đã trải qua trong năm. Ngày hôm nay, mọi người, mọi gia đình quy tụ lại trong bầu khí của hạnh phúc. Tuy nhiên, bên cạnh cảm xúc vui buồn lại chất chứa cảm xúc băn khoăn, lo âu vì không biết năm mới sẽ như thế nào. Vì thế, đầu năm mới, chúng ta đến nhà thờ để cầu xin Chúa ban cho gia đình, cho xã hội và cho cá nhân của mỗi người chúng ta được bình an trong năm mới. Là Kitô hữu với đức tin mạnh mẽ, bình an mà chúng ta tìm kiếm không phải là bình an không có khó khăn, mà bình an giữa những khó khăn, giữa những trăn trở của cuộc sống có Chúa đồng hành. Nghĩa là chúng ta phó thác vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa bằng sự nỗ lực cá nhân để sống đức tin mạnh mẽ này. Do vậy, tin mừng Thánh Marco gợi lên cho chúng ta thấy rõ, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Còn tất cả những thứ kia, Người sẽ cho thêm. Ở đây Chúa Giê-xu không đề nghị chúng ta lười biếng ngồi chờ thời, nhưng Người mời gọi chúng ta xây dựng bình an trong gia đình, trong xã hội, nơi cá nhân của mỗi người chúng ta bằng con đường của Thiên Chúa, bằng sự chính trực, công minh, nghĩa là mỗi Kitô hữu phải trung thành và có trách nhiệm trong ơn gọi của chính mình. Người chồng có trách nhiệm với vợ con, người vợ hãy cộng tác với chồng để chăm sóc hạnh phúc gia đình và nuôi nấng con cái. Người con hãy tỏ lòng hiếu thảo và vâng lời cha mẹ để xây dựng tương lai của chính mình trong con đường hạnh phúc của Thiên Chúa. Để được bình an trong năm mới, trước hết chúng ta hãy để cho Thiên Chúa hiện diện trong gia đình, trong tâm hồn của mỗi người, để Ngài hướng dẫn chúng ta đi theo đường lối của Ngài.